Ok, chào mừng các bạn tiếp tục quay trở lại channel của mình. Và hôm nay thì mình tiếp tục quay trở lại với 8 game dưới đây. Nào, chúng ta cùng bắt đầu với cả My Tom 2. Ok, và phải nói là đã rất lâu rồi thì mình quay trở lại để quay video cho các bạn. Hôm nay thì mình cũng đã mod cái phiên bản này để cho nó quay ngang. À, từ nay mới quay được 30 giây thôi à. Rồi, cho con mèo nó đi vệ sinh. Có vẻ như là ok, thì cho nó đi ăn. Rồi. Mình thì cũng không thể nào mà chế nó thành mod nó hay nguyên bản quay ngang, thế nhưng mà không thể nào mà làm nó full màn hình được. Cái này thì do bên dev họ quyết định rồi. Ô, ăn cái gì làm gì nhỉ? Cái series tôm mukbang của mình thì cũng đã sắp hoàn thiện rồi. Chỉ chờ cái ngày để người ta lo thôi. Mèo thì nó thường thích chơi mấy trò đung đưa. Các bạn cứ cầm quăng đung đưa thế này thôi thì chị chơi một cái trò gì đấy đi, bóng rổ à, trái bóng rổ rồi chơi bập bênh đi. Nó vẫn chưa rơi, có vẻ như là cậu nó lên khá là cao. Mình đã tăng nó lên cao khá là cao rồi đấy, vượt qua cái khung màn hình và không thể nhìn thấy nữa. Một sự thật là nếu mà cái tôm game này họ mà không khóa cái footage lại thì có lẽ là mình sẽ lấy được cái suộc nó ra để mà làm video. Rơi rồi. Có lẽ là cũng đủ rồi. Ngày hôm nay thì mình tạm dừng cái game này tại đây và chúng ta chuyển sang một game khác. Đến với cả Tom Hero 2. Và cái phiên bản này thì hình như là mình cũng không cần quay ngang cái màn hình đâu. Cứ chơi thôi. Cái loa nó hơi to, mình vừa giảm nhỏ cái loa hơi một chút. À, đánh boss này. Hơi nhanh, cho nên là mắt hơi hoa, mắt lại hơi nhòe.
Ok, và mình sẽ chơi lại. Vừa bắt xem quảng cáo thì có phi thuyền và mình vừa bỏ qua mà không xem quảng cáo. Tất cả những cái này đều bắt mình phải xem quảng cáo. Thì khiên này chuẩn bị biến mất rồi. Mình thử xem là có cái con nào khác không, phải con tôm này không. Mình chưa thì nào mà phải cứu được mấy con này. Nay thì có lẽ là chơi thêm một lần nữa, cố gắng giải cứu chúa. Sau một khoảng thời gian dài mình bị dí deadline thì hôm nay cũng có thời gian rảnh để là trở lại quay video. Không phá. Đủ xa phết nhỉ. Ok, có lẽ là quá đủ rồi. Chúng ta sẽ cùng quay trở lại với cả Tom Friend. Đây là những phần quà nhận được. Trong này thì nó cũng có tôm múc ca bang à? Không phải, không phải. Đây chỉ là cái phần để chụp ảnh thôi. Có ăn không? Mình cố gắng để mới cắt cái con tôm này ra. Thực sự là mình cũng chưa thử mò cái sổ game của game này, không biết là họ có cho tách bách thử lao màu xanh vào đây không.
nếu mà được thì nó sẽ thành một cái series khá là dài và hay. Một ngày đó rảnh rỗi thì mình sẽ thử xem là có làm được không. Còn hai người vẫn chưa no, no hết rồi. Cái gì đây? À, có vẻ như là cái phiên bản này mình nhận thấy rằng là cái cơ hội thì mà tách nó ra khá là nhiều. Hy vọng là có thể làm được cho tất cả đám mày đi vệ sinh. Hanh phải đứng đợi. À, thật ra phải bấm chạy tiền thì chúng nó mới đi vệ sinh được. À, tôi mới đi đâu đây? Hát tao xem nào. Đi lâu nhà, về nhà đi. Anh đi hát hết rồi. Tất cả những chỉ hát một bài giống hết nhau. Mình mới unlock cái này và mình không biết là cái gì. Cái team này thiếu mất con Hanh và con Ben. À, đi ra thì gấu à. Mình cho chúa đi mở hộp quà. Cũng không có gì đặc biệt cả. Có lẽ là hôm nay sẽ dừng lại tại đây.
Mình nhớ nhầm là có một cái game nữa là Talking Tom Gold Run, nhưng mà mình không tìm thấy trên này, nó không tải được. Còn nào thì mình cái mod và chế nó thành Raccoon Gold Run. Các bạn sẽ hy vọng các bạn sẽ chờ mình ra cái phiên bản đó chơi trên cái máy này của mình. Thì cơ bản thì chúng nó giống nhau, không có cái gì khác nhau cả. Ở đây thì mình đã quay game này thành bóng ngang cho nên là nhìn cảm giác nó sẽ rộng hơn. Còn nếu như phiên bản dọc vậy thì sẽ không không có được bao quát tổng thể như thế này. Có nhiều bạn cũng hỏi mình làm sao để mà biến nó thành màn hình ngang như thế này. Thì mình đã can thiệp vào phần sụp của game và sửa một chút. Cái số nhạc trong này thì mình cũng biết là nó có tính bản quyền không, là mình vẫn đang bật chưa xóa bỏ nó. Khi nào tính bản quyền thì có lẽ là mình sẽ xóa bỏ sau. Không quan trọng cho lắm. Mình chơi những thể loại game như này thì đã khá là lao luyện rồi. Ok, và tạm dừng tại đây, ta cùng đến với game tiếp theo. Ok, Angela và trong Level 4, chúng ta đến với Level 6. Con này là con Raccoon đấy, các bạn nhìn không nhầm đâu. Mình đã chế nó thành con Raccoon rồi. Trong cái series Z4 chế của mình và đã cũng rất lâu rồi thì mình cũng bỏ dở cái channel kia của mình và không quay lại làm video nữa. Có lẽ là một ngày đó sau khi sắp xếp được thời gian thì mình cũng sẽ quay trở lại để mà ra tiếp tục cái video, hy vọng là sẽ được các bạn đón nhận như trước kia. Cái này bị mắc nghẽn đây rồi cho nên là mình sẽ phải tông ở phía bên đuôi này để mà cho nó về cái vị trí chính giữa và để mà có cái lực bước đệm để mình nhảy lên. Ok, chúng ta đến với cái level tiếp theo. Chiến đấu với con này có vẻ khá là khó khăn đấy. À, xin nhờ mình đã quên mất không dùng cái lực mẹo để mà ăn ngôi sao kia.
Sự ra cũng không hiểu vì sao khi mà chơi cái game này trên cái thiết bị này cấu hình khá là khủng. Thế nhưng mà vẫn có một cái gì đó hơi gượng gượng. Máy nó hơi bị giật giật. Có lẽ là mình sẽ phải sau khi kết thúc cái game này thì sẽ lại setting cấu hình là mình đang nghĩ cái chế độ như thế nào. Tại sao máy nó khỏe như thế này mà nó vẫn bị giật lag, khá là khó hiểu. À, trên chính cái channel này của mình thì mấy hôm trước bị suất khá là nhiều, thế nhưng mà trong khoảng một tuần không ra video nữa thì cũng đã bị mất đi cái lần đi lượt đi suất đấy đi khá là nhiều. Bây giờ thì mình đã quay trở lại và hy vọng rằng là nó vẫn có thể tiếp tục duy trì cái phong độ của nó như đã có. Có lẽ là hôm nào thì mình sẽ phải làm một cái series mở rộng để mà giới thiệu rằng là tại sao lại có những con nhân vật này lao đầu vào trong game. Có lẽ là mình sẽ tạm dừng tại đây và mình không thể nào vượt qua được cái phần này. Chúng ta cùng đến với game tiếp theo. Cũng giống như là Talking Stone lúc nãy thì cái Angela này không thể nào mà quay full màn hình được. Ok cái tiếng huýt sáo này quen đấy nhỉ. Rất là giống con mèo ở ngoài của mình. Rất là lông giá nó rụng thì kia là phải chải lông. Mỗi khi thì mình không để ý cho lắm. Thấy ruồi bô kia chắc là đang bẩn. Ok, mình sẽ tắm cho nó. Mình vừa cho nó ăn các thứ vào hơi bị đói hơn nữa. Rồi đi chợ và mua thêm thật nhiều đồ. Ăn đi.
Thế trung tâm xong là điểm gì nhỉ? Này thì ăn gì là bánh bèo, mình khác so với hôm một chút. Ok, cuối cùng thì mình cũng sẽ kết thúc cái game này tại đây. Chúng ta đến với game tiếp theo. Đấy là một tựa game của Trung Quốc, có vẻ như là game Trung Quốc, Talking Panda. Mình tương tác mà mình thấy không được xịn sò cho lắm. Vừa vào bác lại muốn đi ngủ thôi, ngủ đi, chúng ta chuẩn bị lên level 2, mình đang chờ đợi. Quá là dễ dàng. Hơi tí đã bẩn rồi. Mình vừa mới chạm vào một cái gì đấy và nó đang không cho mình xoay ngang full cái màn hình như lúc nãy nữa. Ok, game này chơi khá là chán, không có cái gì đặc biệt cả. Chỉ chúng ta kết thúc gần đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.